Rồi mày có tin rồi các bạn. Hot news, hãng TASS ngày 10 tháng 3 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này không tham gia các hoạt động của Quỹ hội châu Âu. Là sao? Là tẩy chay là cạch đó hả? Rồi biết vậy mấy em. Vì em đọc được giả thuyết chứ không phải giả thiết em. Ủa giả thuyết, không phải giả gì cả mày. Nga cố ý đánh chậm để dân tị nạn Ukraine sang châu Âu làm bất ổn kinh tế. Anh nghe hợp lý không? Hợp lý cái búa. Tự nhiên mắc gì, tự nhiên dân tị nạn Ukraine qua châu Âu là bất ổn kinh tế. Má ơi, có mấy triệu người mày làm như ghê. Mà cái vấn đề giờ là ta tình thương mến thương không ơi, chứ không phải nó ghét bỏ nhau, hiểu không? Ví dụ như mày tị nạn mà nó ghét mày á, đó, mày cầm cái cờ mày quên từng bao cũng lẫn gặp mày đâu chửi đó đó. Thì cái đó là không ổn mà. Còn bây giờ tao nói thiệt chứ, bây giờ nhìn coi thế giới coi ai mà chống cái làn tị nạn đó là vỗ đạn chết luôn. Tức là vừa chính phủ và người dân ở châu Âu á, người ta giang tay người đón chào. Ta đón những người tị nạn thấy khổ quá, tội nghiệp quá, tao thương, hiểu không? Nó phải có chuẩn nha mấy em. Sau này Mỹ và NATO bem thằng nào đó thì ai trừng phạt nhỉ? Nói chung thì giờ trừng phạt thì nào trừng phạt cũng được ông ơi, nhưng mà giờ ông nhỏ xíu trừng phạt ta phê gì ra kỹ gì đâu. Nói chung là giờ sống hay biết điều sống thôi, đại loại là vậy. Thí dụ giờ Mỹ NATO ghét nã bụt đó đi, khoan mà nói chuyện bụt đúng hay bụt sai nha, ông hỏi thằng nào trừng phạt nó, bảo đảm không con nào trừng phạt nó đó, trả lời luôn. Không có Mỹ thì NATO không có tuổi với Nga, rồi cho dẫn chứng đi bạn trẻ. Mà cho dẫn chứng đi, xét về dân số, xét về kinh tế, xét về công nghệ, xét về đời sống người dân, thậm chí xét về hạt nhân. Mà hiểu tôi nói không? Vậy tôi hỏi bạn nha, tại sao 15 cái thằng ra đi trong đêm, ra đi trong đâu không biết nữa, mà sao nó ra đi nó không quay về? Mà bây giờ có 3 lá đơn nộp Ukraine coi như giờ bỏ qua bên đi, hai kia đi. Moldova với Georgia. Georgia hình như nó cũng ngậm ngùi giống như Ukraine đó. Nó cũng ấm ức một cái gì đó, nó cũng bất mãn một cái gì đó. Georgia, Nga với Trung Quốc đánh nhau chỉ làm cho Trung Quốc giàu nhanh lên thôi. Giải thích, điểm nào làm cho Trung Quốc giàu hơn vậy? Vì Nga so với châu Âu giống như ban chủ cái bang so với bầy chó bẹt xê, nói thẳng giận chịu. Quá chửi bên cạc hiệu luôn hai bên đó ta. Ban chủ cái bang so với bầy chó bẹt xê. Các bạn hiểu nó nói gì không các bạn? Ban chủ cái bang cầm gậy đánh chó hả? Không, chó đó chó nhỏ, chó bẹt ghê không có trong đó ba. Bây giờ ban chủ cái bang đầu tiên thấy dân sinh rồi đó. Thằng đó biết nó nói ý gì luôn các bạn. Mỹ dùng mọi câu gia nhập EU và NATO của Ukraine để Nga phải đánh Ukraine, rồi dùng trừng phạt làm kinh tế Nga suy yếu mà không đánh đấm gì cả. Nói thật ra thì giờ bạn nói thì cũng không hoàn toàn sai. Nhưng mà cái chuyện là cái mồi câu hay mồi câu ở đây thì mình không coi nó là mồi câu. Mình coi nó là một cái cuộc chơi. Bây giờ bạn viết đơn, bạn vô tổ chức của người ta thì đó là cuộc chơi chứ không phải là mồi câu. Đúng không? Thì tại sao bao nhiêu nước nó vô được? Nhưng mà cái vị thế của Ukraine nó hơi khó ở chỗ. Nó hơi khó ở chỗ tức là thời cơ vàng nó qua đi rồi, và lịch sử của Ukraine á. Lịch sử của Ukraine nó lại quá gọi là gì đó với Nga đi. Nên bây giờ mà Ukraine mà đi vô cái đó nữa thì Nga rất là cay. Nó khác so với mấy người kia, mấy người dưới này nọ, tình thương mến thương nó có nhiều bạn. Nga còn cách Kiev 2 km nữa thôi anh. Nói chung kia bên tin anh cũng biết rồi. Xong rồi bên Ukraine nó mới quăng ra cái tin cách đây khoảng chừng mấy chục phút của nó mới đánh bại tiểu đội xe tăng ở sát bên ở trong ở gần gần Kiev ở hướng đông bắc, tiểu đoàn hay tiểu đội gì đó không biết nữa, mình không rành quân sự các bạn. Sao Nga đánh Georgia lúc đó không bị cấm vận vậy? Không phải bị cấm vận mà thời ba ơi, hồi đó xưa quá, mạng xã hội chưa phát triển, chưa có chiến tranh truyền thông. Còn bây giờ chiến tranh truyền thông kiểu này quá trời luôn. Bởi vì hai cái trận chiến nó không nào so với nhau được, so với nhau là ấu trĩ. Một cái sội nó vận động liên tục thì chúng ta phải nhìn nhận sội nó phù hợp với thời đại. Pháp còn thân Mỹ không anh, sao vụ hớt kèo trên sản xuất vũ khí. Không thân làm được như khô gì, có mấy vũ khí thôi mà làm ghê mới. Mấy đồng bạc lẻ, cà phê thôi. Vì chắc chắn Nga sẽ đánh, ủa lộn, Ukraine không thể vào NATO được vì chắc chắn Nga sẽ đánh trước. Nên mới nói Mỹ dùng NATO làm mồi nhử Ukraine đó anh. Thì cái chuyện mà Ukraine vô NATO thì giờ chưa được, điều kiện sao được, vô quá. Má muốn vô NATO, má phải chuẩn NATO cái đã, nước má từ lưu hôm chưa hết trơn, chưa chuẩn gì hết trơn sao vô NATO. Nói cái chuyện vô NATO thì chắc chắn không được khỏi bàn. Đó, chẳng qua nhiều khi giờ lợi dụng chiến tranh rồi xong rồi nộp đơn này nọ, rồi kêu người ta gọi người ta châm trước, bỏ mấy lỗi nhỏ nhỏ đồ. Bạn hiểu không? Vô NATO với bạn giống đi uống cà phê trời. Nên mới nói Mỹ dùng NATO làm mồi nhử, cái này mày nói mày chụp mũ Mỹ rồi.
Vậy sao ông nói ngược lại, tại sao Ukraine phải vô NATO? Tại sao Ukraine phải cố vô NATO chi, mẹ đứng mình đi. Tự nhiên người ta nộp đơn vô NATO, ví dụ như có thể có những cuộc lobby đằng sau lưng, ừ mày vô đi anh, bút bút cho này đó, gì nó có đi. Nhưng mà nó vẫn không, cái bản chất ở đây vẫn không thể nào đổ lỗi hoàn toàn cho ông Mỹ. Mà trong khi chiến tranh ai phát động? Vì có phải là chiến tranh là con đường duy nhất không? Chắc chắn các bạn ngồi đây sẽ có một số bạn nói phải đó. Nhưng mà bạn nói phải đâu nghĩa là ai nghĩ phải. Đúng không? Vậy tôi hỏi các bạn đây, chiến tranh có là con đường duy nhất không? Anh nghĩ sao về việc ông Trump tặng cờ trắng cho Thủ tướng Đức? Quá đẹp. Theo anh thấy hành động nó quá đẹp, mặc dù nó hơi cà khịa thôi. Nhưng mà riêng cái đường lối ngoại giao của ông Trump là anh cảm thấy ok. Nó men đi, chứ nó rõ ràng mà nó sòng phẳng. Chứ còn Đức chơi cái kiểu gì đâu mà thôi mẹ, một tay xè tiền, một tay xè tay xin tiền của Mỹ, một tay kia làm giàu cho Nga, mà trong của Mỹ với Nga không có thân. Thì đối với anh cái trong cái mối gọi ban giao quốc tế, Đức chơi giờ là không không đẹp với Mỹ. Đức phải nhớ lại, không có Mỹ là Đức giờ đi đâu. Cái đó cái nhất. Cái thứ hai, không nhờ thị trường Mỹ thì mét mẹt bán cho ai đó. Đức phải nên nhớ cái đó. Mày nói là trước Thế chiến thứ hai mà Mỹ không có công nghệ gì vượt trội so với Đức và Liên Xô hả? Tao hỏi mày đổ bộ vô nọt body hàng nào đổ vậy? Ủa mày không có công nghệ gì sao nó làm tàu chiến được, nó đổ bộ vô đó mày. Thí dụ như cái bom hạt nhân chắc đi, ông không có công nghệ gì chia hai quân, một quân đánh Nhật Bản, một quân đánh đánh Đức. Ủa, cái thằng không có tiền đi Mỹ cho hay nè mấy em. Nhiều khi không muốn binh Mỹ, thật ra mình cũng không thích thằng Mỹ, mình không có những điểm mình không thích nó, mình không muốn binh thằng nào đó, nhưng mà tại vì cái tụi này nó vô comment sầm sàm này quý vị. Đó, quý vị hiểu cho tôi nha. Tôi cũng thích cà khịa Mỹ, cà khịa thôi chứ không dìm hàng nha. Nhưng mà chính cái thằng này nó vô nó nói mấy câu này nè. Phải cả Mỹ không lại gì chứ Đức chứ Liên Xô. Má vừa phải thôi con. Chắc mày bơi tàu lá chuối qua bên bên biển, bên, vô 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 nọt qua đi mà đổ bộ á. Về coi lại cuộc đổ bộ thần thánh nọt qua đi đi con. Mẹ tốn bao nhiêu tàu, tốn bao nhiêu công nghệ, tàu ngầm này nọ kia, máy bay, nhiêu chiếc. Mẹ phải cả Mỹ trả lại gì so với Liên Xô với Đức nữa, trời trời. Con có tin thích âm mưu, hình như nhớ nhớ hồi xưa là hình như Mỹ có tặng vũ khí cho Liên Xô đó ba. Cái này mới ghê nè. Mấy bạn tưởng là Mỹ Liên Xô hai cực đúng không? Có hình như có đọt là tặng hay là bán rẻ hay là gì đó không biết nữa, đại loại làm vậy. Vì giờ tăng của Mỹ bị cọp Đức nghiền nát ở đấu trường tăng, rồi tóm lại giờ Đức đâu rồi? Bớt 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 đi lôi ra những cái tình tiết của nó không là đại cuộc ra nói chuyện đi ba, tao không biết mà nó có đúng hay không đúng nữa. Nhưng mà anh chỉ biết một câu, không có ông Mỹ á là kể những giờ là Pháp có tiếng Đức rồi, vậy thôi. Còn anh thì hên xui, lúc đó thủy quân anh hơi mạnh, không biết Đức có đổ bộ qua nổi hay không thì không biết. Nhưng mà không có Mỹ ai diệt nổi Nhật Bản. Việt Nam mà đó nô lệ Nhật Bản đó má, biết chỗ đó chưa? Chính phủ bù nhìn gì Trần Trọng Kim đồ thời cái thời mà Việt Nam đế quốc đó, tại vì lúc đó là mình bị Nhật thuộc địa nó gọi là đặt tên luôn đế quốc các bạn, có Mãn Châu đế quốc dùm lưng nữa, quá trời luôn. Tổng thống Zelensky lại mỉa mai mẻo khi mẻo không quyết định giao hai máy bay MiG, cũng tội cho anh ấy cả tin hứa hù hứa dượng tưởng thật khi chúng bọn chúng té sạch trong trắng ghê cơ. Thôi mày bớt xàm đi con. Ủa cái chuyện cha nội đòi hỏi quá đáng. Chuyện nào là chuyện đó chứ mẹ, giờ cứ phải đòi hỏi máy bay mới chịu. Người ta đã chứng minh em ru rồi, đúng không? Bây giờ tặng cái máy bay thì nó khó quá, nó leo thang chiến tranh. Thông cảm đi, ông nội Ukraine cũng đang gài. Không tỉnh táo bị ông gài chết chứ không phải giỡn đâu nha. Tại vì bây giờ sao, nếu mà World War 3 ra thì Ukraine có lợi. Phải đúng không? Bây giờ mà World War 3 ra phát một tự nhiên sướng quá, con này quýnh giùm. Thôi mình bắt ra chim đó, mình coi cho nó quýnh đi, rồi nó quýnh xong một kiểu gì mình NATO sao thua được, không có sao, không bao giờ tôi có đâu, cùng lắm nghèo chút xíu thôi, phải không? Ủa giờ Ukraine quýnh con mình, bây giờ tự nhiên một có ba ra phát một thì mấy kia vô quýnh phụ bị sướng không, có vậy cũng hiểu nó trời, đúng không quý vị? Nên nói chung á, ông Ukraine này ông đang chơi cái bài tâm lý chiến, thì trong đó là một đống chiêu. Thằng Lê Quốc Dũng này mày ngồi mày táp trúng chiêu mà lên mày thả thả bực ghê, không có nhận định đúng không? Tự nhiên gì có mấy chiếc máy bay thôi nó có cần không? Chị hỏi em máy bay làm gì, bay trời bắn đúng không? Bay trời bắn giờ gửi phòng không nè, đứng dưới bắn máy bay người ta được rồi. Ông này nóc nhà chung cư đồ nhóc kia đứng vô đứng bắn cứ phải đòi máy bay mới chịu. Rồi xong rồi mày vô đây mà suy diễn, ừ máy bay nào hứa nào hẹn, mày tào lao vừa thôi con. Nhận định như vậy sao làm người được?
Bây giờ anh thấy nè, dân Mỹ, chính phủ Mỹ người ta làm gì quá nhiều cho Ukraine rồi. Đúng không? Em đứng trên góc độ một người dân Mỹ đóng thuế đi, em mới thấy được rằng Mỹ lấy tiền thuế đã làm quá nhiều cho Ukraine rồi. Ok chưa? Mấy cái đầu óc cứ vậy hoài, không biết sao phát triển được. Nhận định siêu lệch luôn mà siêu xàm. Bây giờ 14 tỷ mới thông qua, 14 tỷ đó đâu ra? Tiền thuế của dân chứ đâu ra? Đúng rồi. Còn tự nhiên gì có một thằng Ukraine thôi cấm nhận dầu khí luôn, mà trong khi cấm nhận dầu khí đâu có lợi cho nước tao đâu. Đúng không? Không hề có lợi cho Mỹ nha quý vị. Mà cái đó chỉ là cái đòn trừng phạt Nga thôi, mà trong khi trừng phạt Nga đó đã không có lợi cho tôi, mà tôi dị ai, tôi dị không nổi Ukraine cái gì ai. Tôi nhận định mấy bạn comment về nhận định kém. Nhận định nó phải đa chiều vô, nhất là khi mình bàn luận những chuyện quốc tế. Mình không có chọn phe. Nào đúng đúng, nào sai sai à. Tôi ủng hộ ông Zelensky là gì? Quyết tử cho tôi quyết sinh. Nhưng mà tôi đâu ủng hộ ông trong những cái chính sách mà tối ngày lên mạng chém gió này nọ kia, làm khó cho ban tổ chức. Thứ nhất là cái dùng cấm bay tôi nói là không được rồi. Cứ nhắc hoài. Tại vì có dùng cấm bay là ổng sướng. Nói chung bây giờ ông này là muốn ông lôi NATO vô ông phát một là ngon rồi. À, Mỹ lợi dụng danh nghĩa vì Ukraine thôi, chứ đích chính là làm suy yếu Nga. Cái chuyện đó chuyện rõ ràng. Nhưng mà bây giờ đứng đâu độ Ukraine phải nhờ tiền của Mỹ, cảm ơn nó câu đi má. Nó nói hòa má lái luôn à. Người ta nói rồi, khi mà mình lâm nguy người ta cho mình bắt nước thì phải nhớ ơn suốt đời. Mày huống hồ gì giờ cả thế giới từ dân chính phủ bao nhiêu giúp mà nói chuyện cái giọng ông mẹ chẳng qua mày lợi dụng ta thôi. Tao nói ghét tao cúp luôn. Chị đồng ý nhận xét của em, tổng thống Ukraine lên mạng khóc nhiều quá. Nhưng mà cái đó là cái lợi thế của ổng. Mình biết chiêu thôi. Mình biết chiêu để mình không dính chiêu. Nhưng mà đặt vô mình là cửa ổng mình cũng vậy luôn. Cũng khóc đã ngon mà chị. Đúng không? Bởi tôi nói với các bạn, chưa bao giờ mà chiến tranh thông tin nó lại nguy hiểm như bây giờ. Nhờ chiến tranh thông tin Ukraine mới cầm cự được giờ, chứ không mà xưa là đi luôn rồi. Tức là các bên đó, người ta chưa đo lường được tác dụng chiến tranh thông tin. Bây giờ một cái giọt nước mắt của ông Zelensky lên mạng là kể như một đống trái tim yêu hòa bình, yêu chim bồ câu đồ này nọ kia trên thế giới, người ta cho tiền. Con vợ nét thằng chồng, anh không thấy Ukraine nó tội nghiệp hả? Ví dụ bây giờ ông Biden không có cứng rắn, nhưng mà giờ bà vợ đã coi video thấy anh coi sao đó, chứ thấy tổng thống người ta tội quá trời luôn. Thì ông này cũng phải thay đổi thôi. Mà ông Biden chỉ là một thôi. Thiếu gì phụ nữ, thiếu gì người. Chính cái đó nó đánh vô cái tâm lý. Mà chính cái đó nó làm cho Ukraine nó thành công. À, Mỹ đang lợi dụng Ukraine để làm tốt thí chống Nga. Bản chất của Mỹ là có lợi thì mới chịu làm. Thôi mày dẹp mẹ chính trị qua bên đi. Thì Mỹ nó có nhiều yếu tố làm thì nó thứ nhất nó giúp cho quân đội. Cái chuyện mà viện trợ chống tăng chống tủng gì đó là chuyện quân đội. Còn viện trợ đồ ăn, viện trợ sữa, viện trợ thuốc, viện trợ vaccine này nọ kia cho dân Ukraine thì đó là dân. Nên mình phải tách biệt ra nhiều cái, chứ mình đừng có cái gì cũng nhìn với con mắt của chính trị. À, theo anh Duy, liệu Ukraine có thành Việt Nam thứ hai không? Hồi sáng đọc thời báo thấy quân đội Ukraine treo lá cờ Việt Nam, mới nói Việt Nam của Putin. Không hiểu, tức là người ta đang chắc ta, nói chung là Ukraine rất nhỏ thì tại thấy cái tinh thần chiến đấu của nước Việt Nam mình quá tuyệt vời rồi. Nói chung được gì mạng cách mạng của Việt Nam mình là xịn lắm nha. Đó, nên những cái nước nào đang bị ăn hiếp á, thường lấy hình ảnh Việt Nam ra để làm cái kim chỉ nam, để làm thấy ngày xưa Việt Nam đánh được đế quốc Mỹ, thì ngày hôm nay tao phải đánh được cái thằng xâm lược. Đó là cái những nước nhỏ tao làm vậy đó. Nên nhiều khi mình cũng muốn ở ngoài, mà nói chung mà lâu lâu bị lôi vô drama các bạn. À, giờ Nga mở đường cho qua Ba Lan để trải thảm thủ đô cho dễ vậy. Sao không được đó. Giờ đã gọi là chiến tranh thì thôi, hai bên kết thúc lẹ đi. Mà sao không được hết, mình không ý kiến. Việt Nam được PR free hả? Nói cho chứ lôi drama cũng hai mặt các bạn. À, Mỹ suối Ba Lan cho Ukraine, cho Ukraine máy bay xu, Ba Lan tặng xu cho Mỹ để cho Ukraine, Mỹ dậy nảy. Nói chung có suối đầu suối mẹ mày chụp mũ Mỹ nhiều á. Tức là cái vụ này là cây sinh. Rồi ông Ukraine không xin trước, xong rồi tự nhiên hai ba nước này nó cũng chém gió, là sẽ cho rồi nọ, nói chuyện chưa chính thống, tức là chưa phải cái người cấp cao giúp nhà nước nói, mà ở đâu cái nguồn tin ông này ông kia đó, xong rồi tới lui cái ông này giật mình, nó đâu có đâu, chưa từ cái này khó lắm, cái này cái không hậu cần khó lắm, rồi xong rồi nó nói là giờ cho máy bay hết đó, thì thứ nhất là leo thang, thứ hai là hết máy bay, vậy thì tôi cho ông nhập, của lộn tôi cho thì ông phải đưa lại F-16 cho tôi,
hoặc là ông bán hay ông cho ông tặng gì đó. Nó nhưng mà bây giờ nếu mà chiếc máy bay nó bay từ căn cứ Ba Lan đi qua đó thì nó sợ nó gây gọi là leo thang với Nga, nên giờ mới thôi đem máy bay qua căn cứ của Đức, mà Đức đó là căn cứ đó có NATO và Mỹ, thì giờ giống như là tôi tặng cho Mỹ cái máy bay này để cho Mỹ cho Ukraine thì cho, lúc đó đó là Mỹ cho Ukraine chứ không Ba Lan cho Ukraine đó. Nên cái nên cái ông Ba Lan này ông muốn gọi là thoát khỏi cái drama này, nhưng mà muốn dẫn quân hiện đại quân quân đội, tự nhiên đổi mấy mít lấy mấy ép ngon không, nên ông thích vậy đó. Nhưng mà giờ thì Mỹ nó nói là thôi khó lắm, cái này nó không cần thiết. Thứ nhất, tại sao mình phải vô mấy mít để chia khổ vậy? Bây giờ muốn chống tăng Sabalin đi ship cho 1000 cây nữa nè mày đó. Tại vì cái máy bay chứ không phải là cái khí tài, cái khí tài mấy cái mít đồ nó bỏ xe tải đồ này nọ chở cái u cục cái xong rồi, còn giờ cái máy bay á ông phải lái trời, hiểu không? Mà máy bay nó có phiên đội, có số hiệu này nọ, Nga dễ dễ biết. Đó là cách leo thang, ta muốn né thôi. Nói chung là mấy ông phải hiểu gì đi, mấy ông cứ tối ngày chụp mũ rồi mấy ông đi cà khịa mà tào lao không à. Tao nói thiệt, ông nói chuyện ra chỉ có nít nó ngồi nó nghe thôi, chứ còn ông nói đàng hoàng cái đó, tao nói mày xàm. Chuyện không nó có, chuyện có nó ghê hơn nữa. Ông thấy ông qua cái miệng của tôi là thấy mọi việc đơn giản, dễ hiểu. Ủa, mấy ông cứ nói giống như là Mỹ là con nít. Hay là Ba Lan là gì? Ba Lan là con ấy. Hổng Mỹ tặng Ukraine F-16, ủa không có đâu mày ơi. Tặng xu chưa tặng, tặng F-16 leo thang ác nữa. Nói chung là giờ là Mỹ với NATO là ta chiến tranh kinh tế, người ta né leo thang. Ông phải hiểu vậy. Nhưng mà cái ông Ukraine ông đang gài vô. Ông đang gài cho gọi là NATO thọt cái chân vô. Phụ đánh. Đó. Chuyện rõ với ban ngày, mấy em nhìn không ra ta. À, chê Việt Nam là nước nhỏ, xong lấy hình tượng Việt Nam làm mẫu chơi về sau thân. Anh thấy em có vẻ cây cú câu này. Mà thật tình anh là dân Việt Nam, thấy Việt Nam là nước nhỏ thiệt mà. Bây giờ dân số 100 triệu, GDP chưa tới 400. Vậy lớn nha mấy em. Nên mấy em cứ bình tĩnh đi, mình calm down một tí đi. Không có gì chứ, nó trội đó. Mình nhìn đúng bản chất đi, đừng có giống người kia. Chưa bằng ai mà la lớn quá rồi xong rồi đó. Hiểu không? Nên em đừng cây cú câu này. Còn cái chuyện cái câu đó nói là của một nhân viên trong gì ta, trong lãnh sự quán, đại sứ quán gì thôi. Còn cái chuyện kia là cái chuyện của quân đội, hay là chuyện này chuyện đó, hai ông đâu liên quan nhau đâu. Chả có bên nào đại diện tiếng nói của Ukraine cả, em đúng không? Đại diện tiếng nói là cái gì? Là phải là một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đó, cái đó mà đại diện tiếng nói nha mấy em. Nhiều khi ông tổng thống ông tweet một cái cũng chưa chắc đại diện tiếng nói nữa. Bộ Ngoại giao phải đứng chính. À, muốn gì muốn là cái ông Lincoln phải ra đến chính. Ông Biden á, tao quên, tao già, tao quên chức đỉnh đâu sao đâu. À, anh Duy ơi, sao bây giờ là 2 tuần rồi mà Nga chưa đến chiếm được Kiev, anh không biết, không quan tâm. À, tình hình chiến sự thì anh không có quan tâm đấy. Anh nghĩ sao về việc Nga bị dồn vào chân tường sẽ tặng các nước trong NATO một quả hạt nhân anh? Tao hỏi ngược lại mày, khi các nước trong NATO nhận một quả hạt nhân xong rồi các nước trong NATO làm gì? Vì Su-34 bị bắn rơi, điều chưa từng xảy ra trước đây. Giờ có hai vấn đề. Một, Su-34 là gì, các bạn cập nhật cho mình biết. Thứ hai là ai bắn ở đâu. Tại tin này mình không có nắm các bạn. Nga bị dồ vô chân tường rồi thì cho Mỹ và EU chết chung. Khó lắm bạn ơi. Ví dụ giờ mình nói một câu này nó hơi phi nhân tính một chút xíu, nhưng mà mình ví dụ cho bạn hiểu. Dân số Nga tập trung một chỗ, còn dân số Mỹ với EU tập trung nhau ba chỗ luôn. Nên nói gì nói cũng phải đi sâu sâu vô mấy em. Chứ mấy em nói mấy cái chuyện giống cho đã cái mỏ thôi à, chứ không có đúng logic chỗ nào hết. Mà chưa kể tầm bắn của ai đang gần hơn nữa nè. Chưa biết kiếm được bao nhiêu bích dân Mỹ bị lấy một số tiền khá từ thế đó giúp. Đó đúng rồi, ông nói đúng rồi đó. Tôi nói chỉ có người Mỹ đóng thế mà hiểu tiền thế của họ đang đi đâu thôi. Bởi vậy mấy thằng trẻ trâu này tối ngày nó cứ nghĩ là chiến tranh là có tiền không à. Nên chán lắm ông ơi. Ông ở bên đó không ớt bả phone đi không, hoặc là ông vô coi like của nhà tôi thôi. Chứ nãy giờ ông đọc comment ông cũng hiểu rồi đó. Ở Việt Nam này bạn luận sôi nổi lắm. Nga sắp chết thì đối thủ phải chết chung, chả lẽ chết một mình. Nhưng mà quan trọng lúc đó nó có bị khóa tay khóa chân hay gì không, chứ chuyện nó phức tạp chết mẹ luôn, đâu phải như lời ông nói. Đúng không? Nhiều khi lúc đó bị điểm nguyệt hay bị gì đó ai biết được. Nói chung là cái chuyện này nó ngoài tầm bàn luận của chúng ta. Thế thôi, chúng ta là một con người thì chúng ta không nói cái chuyện quỷ diệt.
đó là kém văn minh, nói chuyện của đó là kiểu phát xít, không có nhân loại được chứa đâu. Thí dụ như ông tổng thống nào mà lên nói câu đó cái ngày mai bảo đảm là dân chửi liền. Tôi bồng lên tổng thống, tôi lo đất nước, tôi phải bồng lên phát xít, ông lên nói chuyện cho chồng cái thế giới nó ghét Mỹ, đúng không? Ông gì Mỹ đó, ông vô comment cho tôi đó đúng không? Ông tên không giấu á. Nhưng mà ông ấy khùng lên cũng không biết được anh hạ, thế mới lo, thế người ta mới lo ngại chứ anh. Nói chung khùng hay không khùng cũng một cái đầu thôi mày. Ông tưởng mình là khổng lồ xanh hả? Còn người ta bao nhiêu cái đầu? Nên em bớt bình luận mấy cái chuyện mà đi bắn, đi phóng nấm đi nha. Cấm vận Nga với Triều Tiên, ai bị hơn anh? Nga. Nga bị nhiều hơn mấy em. Mình còn biết tỷ phú Nga bị này bị kia, em có biết tỷ phú Triều Tiên là bị không? Ủa, Triều Tiên quá ít thông tin để tụi em biết và anh biết. Nên thấy Nga là nặng, người ta so sánh Nga bây giờ nặng ngay đăng nữa. Nga, Triều Tiên, Trung Quốc họp lại, trật tự thế giới thay đổi không anh không? Trật tự thế giới nó thay đổi khi nào mà hai phe nó vào đều, đúng không? Chứ một phe ăn mì gói với một phe ăn mì Ý thì sao thì trật tự nó thay đổi được. Anh Duy biết vì anh Duy có biết vì Trung Quốc can thiệp mà Triều Tiên, Hàn Quốc không thống nhất không, thì có liên quan gì không? Cái chuyện giờ Trung Quốc đổ quân vô cứu Triều Tiên thì giờ Trung Quốc cũng phải có phần chứ, nó hợp lý mà. Nếu mà không có Trung Quốc Triều Tiên đâu còn. Giờ tự nhiên thống nhất lại vậy thì nếu mà cái lợi của Trung Quốc nó không đạt được thì cản, đúng rồi. Okay. Anh Duy, Nga vừa tung bằng chứng Mỹ tố cáo phát triển sinh học ở Ukraine, anh đọc tin đó chưa? Đọc rồi, không quan tâm em. Anh không quan tâm tin 1 triệu. Còn giờ Ukraine nói quốc vô bệnh viện gì đó chết quá trời kìa, khủng hoảng nhân đạo tù lưu vừa kìa. Thì giờ hai bên tố nhau nghe anh Chí. Rồi cãi lộn nhau mà cãi ghê quá, đem ra tòa án thẩm phán đồ trình hồ sơ lên coi mới xử được chứ. Trời, anh đâu phải trẻ trâu đâu mà nghe bên em. Nên em thấy không, anh không bao giờ đưa cái tin nào, anh bình luận cái tin nào mà bên này đang tố bên kia. Đó, anh giữ cái sự tỉnh của mình chứ. Anh đứng về phía Nga, phía Ukraine, anh đứng về phía chính nghĩa. Họ hoài 300 giây, thằng này đá cá làm dưa. Cái thằng này tôi cho nó 300 giây cái tội mà nó hay comment xạo trong mấy cái video phát lại á. Tao biết rồi hết á. Không qua anh đâu, lên đường. Đừng tưởng mình khôn. Trước mặt CEO, Nga bằng mọi giá phải ăn được Kiev, lấy lợi thế bằng đàm phán kéo dài, chỗ này Nga không có lợi, đồng ý. Các bạn nói chuyện có tình có lý là tôi đồng ý rồi, phải không? Con người tôi không có cực đoan nha các bạn. Nên các bạn ngồi coi diễn đàn của tôi, các bạn phải học cái tính của tôi, nhìn việc không nhìn người, không cực đoan. Như vậy mới văn minh. Đó, thêm cái lady first nha quý vị. Vì Mỹ đế và NATO chưa động binh mà còn Nga còn chật vật thế này, bọn kia đòi nhảy vào endgame sớm à. Thêm một trò đem hột nhãn ra hù chắc bọn kia không có đâu. Thôi đừng bà hạt nhãn nữa, mệt quá. Ghê mấy em. Thụy Sĩ giờ hết trung lập mà nó nhỏ xíu, không sợ Nga chơi ha anh? Nga chỉ ăn hiếp Ukraine thôi, chứ Nga đụng tới Thụy Sĩ mệt lắm em. Thụy Sĩ có hạt nhân mà giấu á, chứ phần Thụy Sĩ quýnh không được, hạt nhân nó còn chả sợ mà. Phóng hạt nhân nó dưới nó ngồi nó đốt tiền sưởi ấm. Thụy Sĩ có hầm mấy em. Thụy Sĩ là một quốc gia nó đã hầm nó thứ nhất là cái hệ thống đất nước nó nằm ở trung Âu á, là núi này nọ đó, cao nguyên bao quanh đó rồi, mẹ đổ bộ vô nó hơi bị chua đó. Cái thứ hai nó bắn hạt nhân vô nó xuống hầm, đúng không? Ở trên đó thì nó để một đống pháo ở trên rồi, pháo súng đổ trên ở dưới hầm nó lấy màn hình ra nó nhấn bật. Rồi còn mà ví dụ như xui á, trong cái trường hợp mà nó bị đổ bộ vô á, nó cho nổ núi luôn, chôn hết lính luôn, chết. Ủa, Thụy Sĩ không ai quýnh được nó đâu. Thằng nó giàu lắm, nó đã chơi vậy rồi. Mà bây giờ cái hầm của nó đó là cho dân nó là khoảng chừng mười mấy triệu hay gì đó, 15 triệu hay gì đó. Dân nó sống 5 năm dưới luôn á. Ăn uống đồ đầy đủ hết, dưới siêu thị, đồ, nhà hàng, đồ băng kinh, đồ nhóc. Nó mấy bạn tìm hiểu thêm về Thụy Sĩ đi. GDP của nó là một đầu người nó 80 mấy ngàn rồi đó, cao hơn Mỹ nữa. Hệ thống hầm chống hạt nhân của Thụy Sĩ chứa 141% dân số của nó. Thường á mấy nước khác mà làm chấm hạt nhân cho nguyên thủ quốc gia đất thôi, còn nãy làm chấm hạt nhân cho dân nó luôn, thêm mấy tị nạn kế bên nữa cho toàn dân luôn, nó đông lắm. Thụy Sĩ VIP rồi, bên đó công trình chung cư bắt buộc phải có làm hầm, mà chưa kể mấy cái tòa nhà nó có bệ súng nè em. Ghê vậy anh. Thí dụ như cái bệ pháo á mà xe tăng của Nga kéo đi là nó có cái xe kéo pháo, đúng không? Dạ. Còn này những cái nhà bên Thụy Sĩ nó có sẵn bệ pháo để sẵn rồi. Là khi mà đất nước có chiến tranh là mỗi tòa nhà là một pháo đài. Rồi trong trường hợp mà xui lắm á, bị quân mà kẻ thù tràn vô là cho nổ bom sập núi luôn. Mà khiêu chiến với Thụy Sĩ là khiêu chiến với cả thế giới, đúng luôn. Mấy nước trên NATO đó, em đứng đó đi.
Cái chuyện đấy anh ra mặt cho, đâu nào quýnh nó. Hả? Thụy Sĩ không phải là Ukraine. Tại sao Mỹ giàu vậy mà không làm hầm cho Thụy Sĩ giống dân nước? Mỗi nước có một cái phương án phòng thủ em. Còn Mỹ bây giờ mày bơi qua đó đi con. Không phải có tiền đi tàu qua Đại Tây Dương không? Quy tiên sinh tiền đi khôn. Rùa như mày lặn chắc mấy kiếp mới tới. Con rùa lặn sâu thôi nha, chứ nó lặn không có nhanh nha các bạn. Không, quy tiên sinh tiền đi khôn mà. Thụy Sĩ tuổi gì chẳng qua toàn bộ ngân hàng dự trữ nằm ở đó. Nói một câu biết ngu rồi, nó không tuổi gì tại sao ngân hàng nằm đó. Mày thấy ngân hàng có vô nhà hẻm mướn không? Không vậy thôi. Giờ nó thẳng ở Việt Nam nè. Đúng không? Ừ. Nhưng mà giờ nói ừ nhà tao cho ngân hàng mướn, đồ nghe oai như cốc. Nhà tao cho thằng Hoa Ngô mướn, nghe nó hàng liền luôn. Đúng không? Đúng không quý vị? Thực tế không? Nó phải có Duy Nguyễn để dặn não mấy này ra nó mới tỉnh. Không nó khùng khùng đi, nó nói chuyện kiểu đó là mất mặt Việt Nam lắm nha. Cần gì mà bắn tên lửa xuyên lục địa với hột nhãn? Ủa mày hột nhãn mày bay trên biển nó bắn hạ rồi con. Đóng tàu ngầm dưới biển nó bắn lên là rớt cái hột nhãn của mày rồi. Hột nhãn mày bay gần gần thì được. Chứ không bay gần gần, ví dụ như từ nhà mày qua nhà hàng xóm bắn kịp thôi. Má hột nhãn mày bay của đó chắc 30 phút nó tới. 30 phút mày ơi thôi kệ mẹ quýnh dán cờ đi, 25 phút tính. Ở bên Hawaii nói rồi. Bữa hổm Triều Tiên thử đó. Nói Triều Tiên thử hả? Thôi kệ mẹ đi, quýnh cờ cái em đi pháo lên hả? Thôi đi lại đi, tao không thấy nước đó. Giờ không đi pháo đi ngựa ha. Đi xong 25 phút à, tới giờ rồi thôi vô vị trí mấy em. Đâu? À nó hù hả chứ nó không bắn hả? Thôi vậy được rồi. 11 tháng 9 đó anh chết quá trời. Nói ra biết ngu rồi. 11 tháng 9 là khủng bố. Nó dụng máy bay đâm vô tòa tháp ông ơi. Hạt nhân đâu ra? Máy bay đó đang bay xong nó quay đầu. Chứ không phải là cái chuyện mà ông bắn từ bên nước kia ông qua bên bay qua bên hai đại dương xong ông tới. Trời đất ơi, thả pháo mà cũng ngu nữa mẹ, bắn dân anh hùng gì? Mấy thằng bắn dân, mấy thằng hèn. Xong rồi sao rồi? Đúng không? Biết bao nhiêu người dân vô tội bị Mỹ trả thù kìa. Nó đâm ra là dân vô tội hai bên chết. Đúng không? Vì cái cuộc khủng bố đó đó mà Mỹ đã trả thù bên Afghanistan á. Mà trả thù Afghanistan vậy thì cái người mà đương sự thì chết thì không nói đi, cái người mà gọi là dân thường thôi cũng bị chết oan. Em tàu từ China vượt biển qua Mỹ mất 3-7 ngày. Không em tàu hạng đi chậm em ơi. Còn tên lửa nó bắn chắc chừng tùy vị trí. Tùy vị trí đặt căn cứ. Bắn chắc chừng 15-20 phút gì tới à. Nga thả bom bệnh viện phụ sản có được coi là hàng không anh? Ê tin này chưa, từ từ hai bên tố qua tố lại mấy em. Bên Nga thì nó là căn cứ quốc phòng. Bên kia thì nó là bệnh viện phụ sản. Nên cái thông tin này anh phải trung lập ở đây một cái. Đó, để dài ba bữa chứng minh coi là sao. Bệnh viện phụ sản thật là sai quá sai. Nghe nói một mình Nga chấp nguyên NATO hả anh? Có mình mày nói thôi, tao chưa nghe ai nói câu này hết mày. Chuyện mình lo thôi, chấp khi khô gì người ta đã không đánh rồi thôi. Anh Duy chỉ hỏi sau này tốt nghiệp đại học ở bên Georgia có nên Cali tiến một thời gian để xin việc bên đó không? Nếu xin không được về Georgia, nước đi hợp lý không anh? Không mẹ, Georgia ngon cái mẹ ở đó, đi đâu nữa? Ở Atlanta đó. Ủa tự nhiên Georgia thua Cali chỗ nào, phải đi qua Cali xin mày? Nghiên cứu mới, Mỹ đế vẫn đánh chặn ICBM không hiệu quả, kể cả trong 15 năm nữa anh ạ. Nên phóng hột nhãn là đai. Ờ mấy quốc phòng có nói rằng sao tin vậy, mày con bét ngu rồi. Đúng không? Ủa mày nghe mấy quốc phòng chém gió nói sao tin vậy là bét ngu rồi, tao đâu có ngu vậy. Tao nói ừ không đánh đâu, yên tâm đi, anh điều quân ra biên giới anh không có đánh đâu nha em. Ủa, dạ anh tin anh cái rồi, giờ anh đi đâu, không có chỗ đu luôn. Ừ. Nên thôi anh thấy em thơ ngay lắm em. Anh nói thiệt á, cái này nè là phải nhìn cho nó tỉnh. Thí dụ như báo cáo đó của Mỹ nói ra để làm chi? Tự nó dọa nó lấy tiền sách lên để đưa tiền em nghiên cứu. Anh đưa tiền cho em nghiên cứu chứ 15 năm nữa em chặn không được anh chết nữa nha. Anh đưa em nghiên cứu đi. Vô khổ. Bởi vậy mày non quá mấy em. Thằng này non nghe, anh đánh giá mày non. Còn cuộc sống mà 13 lá trên tay, tao tự cứu tao thông tin nào đó. Nói bỏ đi không chết đâu anh, em cứu. Đó, xong xuống lầm già xì cơ. Em cứu hả? Xong quýt ba con già. Rồi xong rồi cứu luôn. Rồi cứu luôn. Cái này anh già đời rồi mấy em à. Mấy bạn có biết trên thế giới nữa nào cho bom nguyên tử đầu tiên không? Đó nguyên tử là hồ Mỹ Đế, ảo tưởng vừa thôi. Thành giờ nó thích quan điểm, nó phân tích qua phân tích lại. Mà nó phân tích theo kiểu mà tao chọi bom mày phải chịu. Tao chọi bom nguyên tử mày phải chịu. Tao chọi là mày phải chết. Nó đang phân tích vậy đó. Kệ nó đi mấy em. Có anh bà bầu dính thương hả? Xong rồi cái tự nhiên có mấy cái bay kia tốt là bà bầu diễn viên.
Tối qua tối lại anh không biết nha. Để đi, anh nói rồi, cái thông tin nó động trời lắm em, nó không nhỏ đâu. Nếu mà tấn công vô cơ sở bệnh viện thật á là tội nặng, là cấm vận nữa đó. Đó, chứ không phải đùa đâu. Hiểu không? Nên cái vấn đề này mình cứ để đó, mình chờ 1-2-3 ngày nên coi nó cái những cái chứng cứ đưa ra nó thuyết phục hay không. Còn tất nhiên tụi em có biết chứng cứ gì tụi em có thể cung cấp thêm cho anh để anh mở rộng ra cái thông tin của mình. Nếu Yuren sử dụng bệnh viện phụ sản làm một cứ điểm thì sao anh Nga bắn vô nó đã sai hả? Mày qua nước người ta mày bắn vô cái gì mày cũng sai hết con. Nói gì cho nó vuông. Tùy sai ít hay sai nhiều thôi. Thí dụ như em qua nước người ta bắn vô đại lính á thì đó sai nhỏ nhỏ. Ông mà còn em qua nước người ta bắn vô chỗ đàn bà đẻ đó thì cái đó là quá nặng luôn rồi đó, quá sai rồi đó. Trả lời vậy chịu không em? Theo kiến thức nhỏ hẹp của anh vậy thôi nha. Mấy ông bàn nữa mấy em tối ngày đi quýnh lộn hoài. Như Mỹ thả bom vào Bạch Mai gì đó, tội ác chiến tranh, giỏi đàn. Không ai binh đâu. Đừng nói bom rơi lạng đạt, miễn sao lạc chúng dân là mày sai rồi. Nói nhiều nữa mà mày tự nhiên đang yên lành, mày qua nước tao mày quýnh mày cũng sai luôn rồi con. Tao đâu có chọc mày đâu. Đúng không? Cái cú đó là Mỹ nó sai nặng lắm. À, nghe hai bên tố qua tố lại mà thấy nổ hết bệnh viện luôn mà không bị ai chết cả. À, chắc biết trước để tránh. Cũng không biết luôn mẹ ơi, thông tin giờ từ lưa hộp dưa hết.